và đứng ở trạng thái ý thức nhiều việc đấu hợp này hợp thương thì là cái luật của nhiều việc đấu hợp ở đâu muốn thương hợp đấu muốn thương hợp phổ biến hoặc nhớ đặc phổ và tự nhiên đấu tài đấu hợp với không. Once again. Hãy subscribe cho kênh Siren Head để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.